Kêu Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24h. À, thưa các bạn, vì tính chất công việc mà chúng ta đều phải tiếp xúc với rượu bia ít nhiều. Ở khi tiếp xúc với rượu bia thì chúng ta thường rất sợ say, bởi cảm giác khi say thì khiến chúng ta rất khó chịu, cũng như là ảnh hưởng tới sức khỏe. Thế nên là làm sao để có thể là giải độc rượu, cũng như là giảm sự tác động của rượu bia lên cơ thể, luôn là một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm mọi người thì thường cho rằng là uống nước chanh thì sẽ giúp đào thải rượu bia cũng như là giảm độc tố. Tuy nhiên thì Kiều Anh khuyên rằng các bạn không nên dùng nước chanh bởi dạ dày của các bạn phải chịu sự tác động của rượu cộng thêm là tính axit của nước chanh sẽ khiến cho dạ dày của bạn bị ảnh hưởng. Vậy nên một trong những giải pháp vừa an toàn cho cơ thể lại vô cùng hiệu quả và được nhiều người sử dụng đó chính là sản phẩm nước bổ gan 365 đến từ Hàn Quốc. Ở đây là một trong những phương pháp được rất nhiều người sử dụng hiện nay bởi hiệu quả mà nó mang lại vô cùng cao. Không những vậy, với chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, thế nên là khi chúng ta sử dụng sản phẩm này thì nó sẽ không mang lại bất cứ tác dụng phụ hay là phản ứng phụ nào cho cơ thể. Đối với những người thường xuyên sử dụng rượu bia, ở tính chất công việc phải tiếp xúc với các chất có cồn nhiều thì khi chúng ta sử dụng sản phẩm nước bổ gan 365 này thì sẽ giảm cũng như là hạn chế được chất độc của rượu bia tác động lên cơ thể của con người ở bên cạnh đó thì sản phẩm này cũng hỗ trợ là tăng cường chức năng gan cũng như là tăng cường hệ miễn dịch cho chúng ta và cải thiện một số vấn đề về gan ờ, khi sử dụng sản phẩm này thì các bạn không cần phải tốn quá nhiều cho các loại thuốc giải rượu hay là chúng ta uống nước chanh để ảnh hưởng đến dạ dày mà chỉ với một gói sản phẩm nước bổ gan này thôi các bạn đã có thể là giải quyết được các vấn đề chẳng hạn như là uh, giải rượu cho chúng ta cũng như là giảm tác hại chất độc của rượu bia lên cơ thể ngoài ra với thiết kế nhỏ gọn cũng như là tiện lợi như thế này thì các bạn có thể là mang đi bất cứ đâu đặc biệt là khi chúng ta phải đi tiếp khách và trong những cuộc nhậu thì chúng ta có thể mang theo bên người và sử dụng ngay bất cứ lúc nào à, với sản phẩm này thì mỗi ngày các bạn sẽ sử dụng từ một cho đến là 2 lần mỗi lần chúng ta sẽ sử dụng một gói à, và khi sử dụng thì các bạn sẽ cảm thấy là sự khác biệt so với trước khi là chúng ta chưa sử dụng sản phẩm này Ờ, khi sử dụng sản phẩm nước bổ gan 365 ở chúng ta uống rượu bia thì sẽ không cảm thấy là nó còn say nhiều như trước cũng như là sẽ không còn các hiện tượng như là đau đầu chóng mặt hay là buồn nôn ở ờ, đó chính là những hiện tượng khi chúng ta say ở ờ, những hiện tượng này thì sẽ được giảm đi hoặc là không còn khi chúng ta sử dụng sản phẩm nước bổ gan 365 này ở ờ, đặc biệt là sản phẩm này thì các bạn có thể là dùng cho trẻ em từ 15 tuổi trở lên mặc dù sản phẩm này mang lại nhiều công dụng tuyệt vời ở đối với sức khỏe cũng như là với lá gan của bạn, thế nhưng thì các bạn cũng không nên lạm dụng điều này để chúng ta có thể là thường xuyên uống rượu bia, bởi vì như các bạn biết rằng rượu bia ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta cũng như là làm suy giảm các chức năng trong cơ thể. thế nên là một trong những phương pháp tốt nhất đó chính là các bạn cũng nên là hạn chế rượu bia, thường xuyên sử dụng các thực phẩm tốt cho cơ thể. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên luyện tập thể dục thể thao để có thể là tăng cường sức khỏe cũng như là hạn chế sự tác động của rượu bia cũng như là các chất độc hại vào cơ thể. Với những công dụng tuyệt vời mà sản phẩm nước bổ gan 365 này mang lại thì chắc hẳn rằng các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình thôi đúng không ạ? Tuy nhiên là nếu như các bạn còn đang thắc mắc rằng chưa biết mua sản phẩm nước bổ gan 365 này ở đâu để có thể là an tâm sử dụng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904363985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm nước bổ gan 365 đến từ Hàn Quốc này. Ở hoặc là các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.